Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu với bác một chiếc tủ đài hoạt động tất cả mọi thứ mà em nó mới đến 99%, coi như chưa sử dụng. Capro sách đầy đủ. Và đây là em mở cassette ạ. Radio. Mới tập được. Ngoài sân khấu kịch, các vở diễn xiếc và thiếu nhi nhà hát cải lương, Vương quốc nhồi bông dự kiến ra mắt ngày 17 tháng 8. Nhà hát nghệ thuật phương Nam mang đến một đám cảnh mới và tương mạnh mẽ tăng đến ngày 4 tháng 6 và các xuất diễn hàng tuần sau đó tại rạp xiếc công việc. CD thì em không biết em mở cái gì, nhạc không lời. Đọc ngay nha các bác nha, tất cả mọi thứ hoạt động hoàn hảo nha các bác. Có hai cái kéo thế này ạ, các bác có thể để đĩa, để băng cassette, để những cái gì mình phục vụ của em luôn. Và bây giờ mời các bác nghe đi than. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình thái, đậm đà ngày đó gọi tên. Này có đây đủ. Nhà nàng cách gần radio là CD này, cassette, hoa tiếng than. Này nhìn sang trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen, nhờ nàng hái giúp tôi mò hoa thắm xưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Vâng, một cô đen rất là đẹp. Vâng, phong cách cổ điển. Vâng, em giới thiệu với các bác, các bác là yêu cô đen này thì liên hệ với Trung Kiên em theo số điện thoại 0962. Đây, số điện thoại này 0962 906 666 ạ. Vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp lại.